Bộ Công an vừa gửi Tổng cục Hải quan thông báo kết quả điều tra về vụ việc liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Asanzo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 trước đó vào cuộc điều tra làm rõ có hay không các sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Asanzo do ông Phạm Văn Tam làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, có dấu hiệu của việc sản xuất buôn bán hàng giả, lừa dối khách hàng trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa, linh kiện có xuất xứ Trung Quốc, nhưng về thay nhãn hàng hóa hoặc lắp ráp đơn giản, rồi dán nhãn Asanzo có xuất xứ Việt Nam để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam hoặc xuất khẩu sang nước thứ ba và có hay không dấu hiệu buôn lậu trốn thuế. Về hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa Việt Nam của hàng hóa mang nhãn hiệu Asanzo, theo C03, do pháp luật hiện hành chưa điều chỉnh về xuất xứ hàng hóa lắp ráp và lưu thông trong nước, cũng chưa có quy định tiêu chí để hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam, nên việc Asanzo mua linh kiện từ các công ty và cá nhân trong nước, sau đó thực hiện việc gia công, lắp ráp, tạo ra sản phẩm điện tử hoàn chỉnh, ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam, hoặc chế tạo tại Việt Nam, nước sản xuất Việt Nam, xuất xứ Việt Nam, hoặc sản xuất bởi Việt Nam là phù hợp quy định. Cũng theo C03, hiện chưa nhận được đơn tố cáo tố giác Asanzo lừa dối khách hàng, cụ thể về việc sử dụng cụm từ đỉnh cao công nghệ Nhật Bản và hàng Việt Nam chất lượng cao cho một số sản phẩm và trên các thông tin quảng cáo để xác định có hay không hành vi lừa dối khách hàng, theo kết quả điều tra. Mặc dù tập đoàn SAP xác định không có việc công ty SAP Rossi ký hợp đồng dịch vụ với Asanzo vào ngày 24 tháng 1, 2017 và càng không có việc công ty SAP Rossi ký thư xác nhận hợp tác với công ty Asanzo như công ty này công bố trong buổi họp báo vào tháng 9, 2019. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Công an chưa nhận được bất cứ đơn tố cáo hay tố giác công ty Asanzo có hành vi lừa dối khách hàng trong việc bán sản phẩm mang nhãn hiệu Asanzo. Đồng thời, các công ty là đại lý, nhà phân phối và tiêu thụ các sản phẩm mang nhãn hiệu Asanzo đều xác nhận không vì câu slogan của các sản phẩm của Asanzo để làm đại lý phân phối tiêu thụ sản phẩm của Asanzo, mà căn cứ vào chất lượng, giá cả của các sản phẩm mang nhãn hiệu Asanzo để bán hàng. Việc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư sản xuất Phương Nguyên Asanzo và công ty Việt Tài nhập khẩu 14 container hàng hóa mang nhãn hiệu Asanzo và có xuất xứ Trung Quốc như trên thuộc diện hàng hóa được phép nhập khẩu, được hai công ty này kê khai thuế đầy đủ. Bản thân công ty Asanzo vừa mua hàng hóa nguyên chiếc mang nhãn hiệu Asanzo từ các công ty có hoạt động nhập khẩu hàng hóa xuất xứ Trung Quốc hoặc lắp ráp linh kiện thành sản phẩm nguyên chiếc, vừa mua linh kiện để lắp ráp sản phẩm nguyên chiếc mang nhãn hiệu Asanzo để bán. Pháp luật hiện hành chưa điều chỉnh về xuất xứ hàng hóa lắp ráp và lưu thông trong nước và cũng chưa có quy định tiêu chí để hàng hóa được ghi nhận sản xuất tại Việt Nam. Thông báo của C03 cũng cho rằng chưa có căn cứ xác định việc hưởng lợi của Asanzo trong việc bán hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, đội lốt hàng hóa có xuất xứ Việt Nam tại thị trường Việt Nam. Do đó, chưa có căn cứ xác định công ty Asanzo có hành vi lừa dối khách hàng trong việc bán các sản phẩm hàng hóa mang nhãn hiệu Asanzo. Kết luận của C03 cũng cho rằng việc công ty sản xuất và thương mại Phương Nguyên Asanzo và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Việt Tài có hành vi nhập khẩu 14 container hàng hóa mang nhãn hiệu Asanzo và các công ty Asanzo có hành vi nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp và kinh doanh các sản phẩm hàng hóa nhãn hiệu Asanzo. Tuy có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại khoản 3 điều 5 nghị định 105/2006 NĐ-CP nên không cấu thành tội phạm xâm phạm theo quyền sở hữu công nghiệp. C03 đề nghị Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện việc kiểm tra sau thông quan đối với công ty Asanzo và các công ty liên quan nhập khẩu các lô hàng hóa mang nhãn hiệu Asanzo và linh phụ kiện hàng hóa để sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu Asanzo. Nếu có dấu hiệu tội phạm buôn lậu hoặc trốn thuế, chuyển hồ sơ tài liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh BC03 để điều tra theo thẩm quyền. Cũng theo C03, nếu có dấu hiệu tội phạm buôn lậu hoặc trốn thuế thì chuyển hồ sơ tài liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh BC03 để điều tra theo thẩm quyền. Cũng theo C03, đối với hành vi có dấu hiệu buôn lậu và trốn thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng của Asanzo, C03 đã chuyển hồ sơ cho BC03 để điều tra làm rõ xử lý theo quy định. Ngoài ra, theo thông báo này, liên quan đến công văn Tổng cục Hải quan gửi Bộ Công an về việc đề nghị chuyển toàn bộ hồ sơ tang vật liên quan đến việc kiểm tra tạm giữ 18 container hàng hóa mang nhãn hiệu Asanzo tại Cảng Hải Phòng và Cảng Cát Lái theo thủ tục hành chính sang cho C03 để tiếp tục điều tra theo thủ tục tố tụng hình sự hoặc có ý kiến để Tổng cục Hải quan xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với 18 container.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị Tổng cục Hải quan quyết định và xử lý theo quy định.